Ngày 9 tháng 8, Bệnh viện Da Liễu thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa tiếp nhận một trường hợp áp xe lớn ở vùng ngực sau tiêm filler để làm tăng kích cỡ ngực. Bệnh nhân nữ 26 tuổi ngụ tại quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh đến khoa thẩm mỹ da Bệnh viện Da Liễu thành phố Hồ Chí Minh khám trong tình trạng hai bên ngực, đặc biệt là ngực phải sưng to, đỏ, có mủ. Bệnh nhân cho biết trước đó 3 tuần có lên Facebook và thấy một tài khoản Facebook ở Hà Nội quảng cáo dịch vụ tiêm filler tăng kích cỡ ngực vô cùng hấp dẫn với những hình ảnh bắt mắt nên đã liên hệ. Sau đó hai bên thỏa thuận vào thành phố Hồ Chí Minh thuê khách sạn để thực hiện tiêm filler tăng kích cỡ ngực. Sau khi thỏa thuận giá cả, thời gian, nhân viên tiêm filler đã vào thành phố Hồ Chí Minh và thuê phòng khách sạn để tiêm filler nâng ngực cho bệnh nhân và một số khách khác. Tổng cộng, nhân viên đã tiêm 350cc loại filler dùng cho body của Hàn Quốc vào ngực bệnh nhân với giá 25 triệu đồng. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Phạm Hiếu Liêm, trưởng đơn vị phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Da Liễu TP.HCM, do chất làm đầy đã hòa tan với mô nên phải xử lý nhiều lần. Hậu quả để lại là trên ngực bệnh nhân sẽ có sẹo xấu, hình thể vú bị biến dạng, nguy cơ phát sinh ổ áp xe mới. Ngoài ra, ngực bên trái cũng có nguy cơ nhiễm trùng và xuất hiện ổ áp xe.